Hello. Bữa nay thứ bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2018. Bữa nay trời gió lạnh. Mưa. Không, sáng mưa rồi, hiện tại không có mưa. Mưa, gió lạnh. St. Albans. Đang ở St. Albans. Đang đi tập thể dục. Lạnh quá. Lạnh quá đi. Ý, chó kìa. Hello. How are you? Good. Thank you. Okay. Bye bye. Nhà này có cây tắc nè. Cây tắc không? Tắc. Hí. Thôi cho tắc. Có cây chanh nữa. Lạnh quá. Nhà bên đây có cây rất giống cây táo. Lạnh quá. Lạnh. Thôi, đi nãy giờ mệt rồi. Về nhà ăn cơm thôi.